Hoa Kỳ ngưng sử dụng một nửa số chiến đấu cơ F-16 đi vì phát hiện các vết nứt. Không quân Hoa Kỳ hiện đã phải ngưng sử dụng hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 đi Fighting Falcons của họ sau khi người ta phát hiện ra những vết nứt nằm giữa ghế ngồi trước và sau trong một cuộc kiểm tra gần đây. Theo một thông báo từ Air Combat Command cho biết, 82 trong số 157 chiếc F-16 đi của không quân Hoa Kỳ hiện đã bị buộc ngưng hoạt động vì các vết nứt được phát hiện trong một đợt kiểm tra. 75 chiếc máy bay còn lại hiện đã trở lại với tình trạng bay thông thường. Theo tờ Los Angeles Times đưa tin, đã từng có 2 chiếc F-16D bị buộc phải ngừng lại sau khi các vết nứt được phát hiện vào cuối tháng 7 vừa qua. Không quân Hoa Kỳ hiện đang tiến hành làm việc với nhà sản xuất Lockheed Martin để sửa chữa các vết rạn và tiếp tục các chiến dịch với số giờ bay hạn chế. Không quân đã tiến hành bảo trì cho 970 chiếc F-46 thuộc tất cả các dạng biến thể khác nhau. Theo tuyên bố cho biết, thì các dạng biến thể khác không bị ảnh hưởng bởi sự việc nói trên. F-16D là loại chiến đấu cơ được sử dụng chủ yếu trong các mục đích đào tạo. Tuổi thọ trung bình của loại máy bay này là 24 năm với 5.500 giờ bay. Theo Không quân Hoa Kỳ cho biết, hiện nay họ cũng đang làm việc để giảm thiểu tác động của sự việc đối với các chiến dịch, kế hoạch đào tạo và quá trình chuẩn bị sẵn sàng.